Xin giới thiệu mọi người nè, đây là trợ lý của em, tên thật là Sam Thị Thảo Linh. Đúng, nhớ tên. Em xin đặt cho Sam Thị cái tên Thảo Linh một cái tên mới. Tên của Sam Thị Thảo Linh là Gió nha mọi người. Đừng nói bí mật cho Gió nha mọi người. Gió sẽ nói cho cả thế vũ trụ này biết nha mọi người. Em xin hết. Hai ba. Sắp về rồi, 12 giờ mấy cái nước này nóng lắm bài. Thôi đúng rồi, tôi đang có cái dự án xe nước mắt. Coi là dự án mang cái tác hôm sau quay giờ đây bay giờ đây cho em kìa. Ta nói cái Sài Gòn này nóng dữ lắm, mà cái dòng nóng lên hay điên lắm. Ta bán xe nước mát hợp lý luôn mọi người ơi. Xe nước mát em lấy cái thương hiệu là chưa biết đặt tên gì, có xì lô gần luôn, uống tới đâu mát tới đó đó. Uống vô là không sợ nóng, uống tới đầu mát tới đó em. Nước thanh mát, uống tới đầu mát tới đó. Thôi cái này nóng lắm, anh nhập không uống nước mát nha. Rồi làm chiếc mày chuẩn bị cái gì đúng không? Mày chuẩn bị tốt nghiệp làm cho tao cái đồ ấm khay trương nước mát. Tao nói thiệt, tao thì vẫn chơi nha, nước mát kiếm tiền lẻ nhưng mà tiền chắc túi. Muốn lân sư rồng về búa đồ rồng rồng, muốn lên siêu gần mày lấy tiền mày trả luôn đi, sao phá sản tao bán nước mát mày lấy đồ siêu gần mày mua. À, quán có một chiếc xe gỗ nhỏ thôi, chị muốn làm sự kiện mấy tỷ? Quán có chiếc xe gỗ nhỏ thôi, đúng là sự kiện mấy tỷ đúng không? Rồi mình vàng mã tao đốt cho mày đốt bấy nhiêu thì mình phải hoành tráng, mình quảng bá thương hiệu của mình siêu gần giờ tới xe gỗ mấy tỷ tiền mày bi a vừa cắn tròn mà lấy tiền bi a vừa hỏng ắt máu đầu móc mắt môi guộc người ta vậy, guộc đi người ta làm gì có tiền. Chân dung thanh niên làm sự kiện event khai trương nước mát mấy tỷ, một vàng lô. Thanh niên làm event ăn tiền người ta mấy tỷ, ăn đập cái vòng đây, ăn giật giật, ăn chặn, ăn hút, ăn húm, giờ chưa tốt nghiệp là luôn.